Gà. ăn mình nghiên thuốc thuốc ra xin kính chào tất cả các anh em. thì hôm nay cũng như thường ngày anh cũng có thuốc về quay cho anh em xem những cái đơn hàng của anh hôm nay à, thì mỗi người một cách nuôi khác nhau nên các loại thuốc nó thay đổi. mỗi người cách nuôi cho gà tùy theo cái điều kiện kinh tế của mình và tùy theo cách nuôi, tùy theo từng con gà nó vô phân khúc nào nữa, mình nuôi sử dụng cái loại thuốc cho nó hợp lý thì gà mình nói phát triển toàn diện được nha. Đó, thì anh em giờ xem kênh nếu quan tâm đến các loại thuốc nuôi gà các cách sử dụng thuốc cho cho hiệu quả thì anh em bấm đăng ký kênh để cập nhật những clip mới của anh anh chia sẻ trong từng clip cho anh em số điện à, thoại anh là 036 238 5669 đó thì à, mua hàng bên ăn với hàng từ 500 đổ lên thì anh sẽ bao ship cho anh em với 500 anh em từ triệu tiền ship là 30k một lần ship à, mua hàng từ 1 triệu thì anh sẽ tặng anh em bộ bịch cửa rồi à, mà anh còn bán các loại như cửa hay là nghệ đá mài vân vân sẽ bóng tắm thuốc trị bệnh đó, và thuốc trị bệnh à, thông thường đó, thì à, cửa thì anh bán anh em là một bộ là che là 300 nồi 400 và mua hai bộ thì anh tặng anh em một cục đá mài nha rồi thôi mình bắt đầu vào clip hôm nay à, cái clip hôm nay thì nó cũng đơn hàng của anh thì cô không có nhiều mà cũng không ít thì anh em giờ chế độ nuôi nhiều cái lại một số vấn đề anh em mình hay gặp những những con gà ở trong tình trạng như thế nào thì anh em có thể tham khảo trong clip này ha rồi vị khách này thì lần đầu tiên mua thuốc hũ sắc thái nè nó thì tùy theo điều kiện kinh tế nha anh à, vị khách này nói chung là kinh tế hơi yếu à, nuôi có hai con gà à, mua sắc thái nói chung về bổ máu rồi cho nó lên nước máu rồi hừng hừng mạnh hơn bình thường thôi đó lấy hũ sắc thái rồi à, với hai à, vị cao quy cao quy này sử dụng trước hai ngày thi đấu thì rất ok nha tăng độ bền bỉ dịu dài 90 bởi vì không có điều kiện kinh tế mình mua thuốc nhỏ tăng bỏ cấp tốc thì mình có thể sử dụng thằng này để hỗ trợ nó tăng độ bền sức bền bỉ chịu đựng dịu dàng phút 90 nha anh em một dĩ giờ là 70k nha 10 viên Mình uống hai ngày Mình uống chỉ có 4 viên thôi mà Hiệu quả mang lại rất là cao và chắc thái này là bổ toàn diện cơ thể Từ đầu đến chân Mà nó thiên về nước máu nhiều hơn Khi mà nước máu tốt Thì nó sẽ giúp gà mình nó phát triển mạnh khỏe thôi Không bị bệnh tầm bậy Rồi phát triển cơ bắp Hay là các vấn đề như là phản xạ Đồ này kia nó sẽ phát triển tốt hơn bình thường nó Hủ về 100 viên à, 100k đó, thuốc tăng bao cấp tốc này là nhỏ xanh biển nó hơi kẹo nha này một này là một c nè một c giờ là bốn k nha anh em sử dụng được tất cả các loại mỗi bến không có hư hại kiện gà của anh em đó, che được che nồi đều dùng được hết nha đó, này rất là dễ xài tăng độ bền bỉ chịu chịu lì nước khuya dữ lắm nó gồng dữ lắm nha anh em thì khi mà chơi thể thao về thì anh em cần có một chai chị tan ở trong nhà đó một chai về là 5 c chích được 5 nồi 10 che à, cái này chỉ cần chích một mũi thôi không có cần thêm thuốc kháng sinh giảm đau gì ở ngoài tiệm thuốc tây hết trơn á trong đây nó có đầy đủ hết trơn à anh em chỉ cần chích mũi như thi đấu về chích mũi một lần rồi nó khỏe ghê như bộ kéo xe luôn một loại dành 100 k nha anh em thì thằng này trên thị... nó rất hay nên trên thị trường nó có rất là nhiều mặt hàng in nam này anh em mua hàng nên cẩn thận thì nó đủ thứ giá hết trơn à. theo đó mà anh em xài đó, thì nuôi gà mới đầu bước đầu tiên quan trọng là cái em phải sổ lại nó nha nói chung là những cái đơn hàng của ân là nói chung là anh em nào cũng phải xài thuốc số lãi chứ thì sổ lãi cũng rất nhiều loại nhưng mà áp tiếp này là hay nhất nó anh em gần nhà có tiệm thuốc thú y rồi đó có thể cái đó ừ, có sổ lãi áp tiếp thôi nó mua về che yeah, thì nửa viên nội viên cứ tháng tháng gửi cái anh em sổ một lần cho nhà mình mạnh khỏe ăn uống đồ vô nó hấp hấp thụ được cái dinh dưỡng toàn diện nha để thôi không sổ lãi vô những con sơn con lãi rồi nó hấp thụ cái dinh dưỡng hết trơn á nhà có anh em nuôi rất là lâu đây thuốc nhỏ tăng bó cấp tóc là mùi sô cô la hàng này là hàng trung bình nó phá lấu được chơi à, một loại gì là 2 c là 140 k nha một c là 70 k đó rồi cái anh em mua một chai lớn là 15 c là 600 k đó, à, tiếp tới là vị khách này nuôi chơi gà đòn này gà đòn thì anh em sử dụng mega c 1 này thì rất ok luôn tăng bo xăng uh, chắc cơ c 21 thì nó rất hay cái chỗ vấn đề mà nó cũng giúp con gà mình anh em đứng ký. Nhiều khi con gà anh em nuôi lỡ tay nó mập quá. các anh em để mà C21 này vô nó sẽ đứng số ký lại. Sau đó con gà của anh em sẽ săn chắc lại. Nó thiên về phần can canxi nên sẽ giúp con gà của anh em chắc mỏ, chắc móng và chắc khung xương nha. Lúc đó là cái bò mới giữ. Sàn này từng cuối nó chỉ sử dụng 7 tới 15 ngày tùy theo từng con gà. Các anh em nuôi gà đòn có thể sử dụng tới 21 ngày. Đó còn anh em chơi gà nồi thì sử dụng 7 tới 15 ngày thôi loại về 100 viên là 200k ở đây là thuốc thông bo cấp tóc nhỏ trắng Nói chung vị khách này vị khách nào xài cái nào thuốc nào quen là người ta xài thuốc đó hoài vậy đó, đó vị khách này cứ xài 2C 2C loại về 2C nè 2C là 2C 2 nè đó. thì khi mà sử dụng thuốc thông bo cấp tóc thì anh ân khuyên anh em là nên có chai gì lót này nha để chống tình trạng chối nước đi xa nè rồi chống tình trạng hốc khi mà thi đấu nè không bị há miệng và này là một dạng chất điện giải sẽ giúp gà của anh em tăng sức đề kháng cơ trong cơ thể gà ít bị nhiễm trình trùng ít bị à, bệnh những bệnh lật vặt nha và nó giúp tăng cường trao đổi chất rất là hay gà anh em có bị bệnh lắm chai về là 200 k nè Đó, còn nhỏ trắng là 600 k một c nha ở đây nghệ thiện bán là một hũ về là 120 nha anh em nửa ký còn anh em mua hai hũ là một ký là 200 đó, đây thuốc Mega B12 thằng này thì dạng thuốc viên bổ máu rồi rất là hay luôn thằng này là bổ máu là tốt nhất trong cái dạng thuốc viên nha Mega B12 là full thành phần B12 nó có thành phần B12 và folic acid là hỗ trợ tim nè mà tim mạch mà kết hợp với tái tạo hồng cầu nữa thì giúp gà của anh em lên nước máu rất là nhanh trong vòng khoảng ba bốn viên là các anh em thấy gà anh em phừng nước máu mặt mỏng tích đồ đỏ lên liền đó, thì một hộp về là 10 dĩ là 270k. Còn anh em mua lẻ là 35k một dĩ. Thì thuốc bổ máu thì các anh em có thể kết hợp với những cái thằng gom cơ hay là những cái thằng nở cơ đều được hết. Đó, bởi vì, vì cơ bắp thì nó cần cái nước máu tốt nó mới phát triển con gà của anh em được. Đó, đây nè, cũng nhỏ trắng nè. nó cũng ghi lót nè. Rồi này thuốc thông báo cấp tóc và dạng thuốc viên nè. Ngày thi đấu các anh em mới xài thì uống một viên trước nè thi đấu một tiếng là ok nha em một loại vậy là 10 viên là năm trăm gửi cái này mua lẻ là 60 k một viên thì nói chung những cái thành phần thuốc trong cấp bo cấp tóc thì nói lại cho những anh em nào chưa biết ha là nó sẽ giúp nghề của anh em tăng bo giai đoạn đầu đề ba rất là dữ và cái thành phần đặc biệt ở trong đó là nó có thành phần giảm đau với lại đông máu nhanh nên giúp nghề của anh em chịu lì 90 mươi và nó sẽ giúp những cái nước ói nó sẽ rút ngắn thời gian nước ói nhiều khi bề thấy bị đó nhưng mà nó nuốt cái mất tiêu của nha em rất là nhanh đó. tùy theo cái điều kiện kinh tế mà mà với lại tùy theo cái thời gian mà mình chơi mình sử dụng cái loại thuốc viên hay thuốc nhỏ cho nó hợp lý có thuốc chích nữa nha anh em thuốc chích là 700 trăm c sổ lại cho quy mega b hai đó đây là những sản phẩm mà gọi là đặc trưng của anh nha đó, khách hàng mình đang chạy đây Gà miên thì giúp nở cơ, nở cung xương Lên tay rất là nhanh Với lại lên tay nhanh mà nó dễ giặt con gà của anh em lắm Nó chì cái tay lắm Chứ không phải mà dễ lên tay mà nó phiều phiều xì xìu ở nảnh đâu Đó. Gà lô miên là một khủng trăm viên là 200k Các anh em thấy một nguyên một dạng vitamin nó để đây nè Cái này là thành phần chính xác của trong từng viên từng thuốc nha anh em Chứ không phải mà để những cái hàng nhái trên thị trường mà nó để cho có đâu nha Đó. Vitamin nó bồi bổ từ đầu đến chân luôn rồi đây là thằng b hai năm mình gửi super vitamin b hai năm mình gửi thằng này sẽ giúp con gà của anh em lên nước máu rất là nhanh gân cốt khỏe mạnh và nó sẽ giúp tăng cường phát triển cơ bắp khi mà nước máu tốt thì nói chung là gà của anh em nó khỏe hết toàn diện từ cơ bắp cũng xương hay là cái tinh thần nó lúc nào cũng luôn minh mẫn à, những con gà mà vừa mới vô thì các anh em nên chích cho một mũi b 12 năm mình gửi này nha để tránh tình trạng bị chối nước thay đổi môi trường thay đổi thức ăn rồi đó nhiều khi gà của anh em tự nhiên chán ăn mà vừa mới bắt vô cái nó ăn không được cái nó chán ăn nó còn nó gớt bò cộng hay nó tụt trong máu đó, có này chích vô b 12 này năm rưỡi nữa, cái này có thể pha với rất là nhiều loại thuốc để mà chế tạo ra bảy rưỡi chín rưỡi đường lum la đó nghe đó một lọ vậy là 10 c là hai rưỡi còn đây là thuốc ginseng chuyên chỉ dành cho những con gà lỏng lẻn cự yếu nhất người hay là những con gà tơ mới lên cái này sử dụng này là lên bò rất là nhanh đó, từng cúi cái này sử dụng thằng này tăng bò rất là dữ Yeah, thằng này là chứa thành phần vitamin B1, B1 B2, B6, B12 nữa. Và thành phần đặc biệt là thành phần ginseng sẽ giúp gà của anh em sung hơn mạnh dữ lắm. Đó, bây giờ nó tránh được tình trạng lỏng lẻo cử yếu nha người. Một chai vậy là 200k nha anh em, 20C, anh em sử dụng rất là lâu. Nó vị khách này xài 3 chai luôn nè. Thì không có tự nhiên mà không có ai mà tự nhiên mua 1 lần 3 chai hết trơn nha anh em. Cái này không ai tự nhiên mà mua hai chai đâu. Bây giờ người ta sử dụng qua rồi, ok người ta mới mua nhiều Giờ người ta sử dụng cho những gà của người ta đó này là thuốc nhỏ E15 này thuốc thông báo cấp tốc cái này 200k một chai nha xanh lá nha anh em nó thì đây thằng thuốc ca tô xanh thì tùy theo điều kiện kinh tế của mình mà anh em sử dụng mua một chai ca tô xanh về đi chích để cho gà của anh em nó hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều hơn nghe giúp quá trình mình nuôi nó được rút ngắn và gà của anh em hấp thụ toàn diện cái thức dinh dưỡng các anh em đưa vô thí dụ như là thức ăn hay là những cái loại thuốc đó mình có thể kết hợp với rất là nhiều loại thuốc khác nhau hoặc là mình không có thể không cần dùng thuốc luôn con gà của anh em lên cũng nhanh luôn đó bởi vì nó tăng cường hấp thụ sự trao đổi chất trong cơ thể gà nó nó đào thải cái chất uh, xấu và nó sẽ hấp thụ những cái chất tốt nên gà của anh em uh, lên tay rất là nhanh rồi đây là những đơn hàng của anh đó, anh em uh, có xài thì có thể tham khảo và mua về sử dụng ủng hộ ha rồi cảm ơn anh em rất là nhiều chào anh em hẹn gặp lại anh em trong cái clip mới nhất